các chị và các bạn trước mắt quý vị và các bạn đang xem máy nghiền bột khô đa năng. Ở đây gọi vì là đa năng là vì nó thể nghiền được cả bột khô thành bột mịn hoặc là nghiền mảnh được. Thì ở đây em đã có chuẩn bị một chút bột trứng ngô. Bây giờ em sẽ lắc máy và thử cho quý vị và các bạn có thể xem được. Chiếc máy này nó làm rất hiệu quả cho gia đình ấy. Ra mua về cho nó phục vụ được chăn nuôi gia đình, ra nuôi chim, nuôi gà hay là nuôi cá, ốc kê, ra làm nghiền thức ăn cho chim. Chim bồ câu nghiền, chim bồ câu nghiền vỡ ra để ăn, là tránh trường hợp là nó nhỏ, nó mớm, nó bị hóc và nó không tiêu được, nó chết, rất là tiện lợi. Ở đây thì em có chuẩn bị cà lê và tô vít để lắp máy. Thì khi chúng ta nhận hàng, chúng ta mở ra là sẽ có hai cái chân, chúng ta kiểm tra cho kỹ, sẽ có hai cái chân và một cái chứa cái phễu, bốn cái chân cao su để chống rung và một số ốc. Chúng ta sẽ kiểm tra như vậy sẽ đầy đủ. Chiếc máy này là cái em nhập bên Trung Quốc về đấy, nên là em nhập là 100% dây đồng, chúng ta dùng có thể yên tâm, không lo vấn đề dây nhôm nữa. Em cam kết là dây đồng luôn ạ. Bây giờ em xin phép được lắp ráp luôn chiếc máy này cho quý vị và các bạn có thể thấy được. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái túi ra, lấy những cái ốc ra. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp chân. Thì cái đằng chúng ta có thể nhìn thấy là nó có một đằng ra trước, vách đằng trước một đằng thẳng. Thì cái vách đằng trước chính là cái vách ra đằng trước để nó cân bằng máy. Cái lắp ráp chiếc máy này thì nó cũng rất là chi là đơn giản thôi. Và con này là cà lê 14. Chúng ta bắt ra gọi là chưa được bắt chắc, chúng ta không nên bắt chắc vì còn lắp cái chân. Chúng ta còn lắp cái hãng chân dưới để cho nó máy được thăng bằng tốt hơn. Xếp một cái ốc ở trước, bên này cũng một cái ốc vào, cái này là cái khóa chân nhé, để cho nó khỏe. Thì chúng ta sẽ lắp ở đây. Ở đây là ốc nó sẽ cho đủ luôn, không thể thiếu, không thiếu một con nào luôn. Nó sẽ có 8 con ốc, thì vị bạn có thể đến là đủ 8 con ốc nhé. 4 con to và 4 con nhỏ. 4 con nhỏ lắp hẳn bên dưới, 4 con to lắp ở trên. Chúng ta đừng lắp nhầm. Bốn con nhỏ này chúng ta sẽ dùng cà lê 12 rồi. Chúng ta công thật mạnh ở bên trong ra để cho nó thật căng chân ra. Đây là ngày 6 tháng 7 năm 2020. Đây là cái ít này. Sau khi chúng ta nó xong cái hãng chân, chúng ta sẽ siết chặt những bốn lỡ của trên. Lúc nãy chúng ta bắt chưa chặt, bây giờ chúng ta sẽ siết chặt. Quý vị nên nhớ là chúng ta siết thật chặt nhé. Nhưng ốc này không chặt rất là nguy hiểm, khi chạy nó rơi ra nó sẽ gục cái máy xuống, rất là nguy hiểm luôn ạ. Nó sẽ vỡ đá, motor nó quay rất là nguy hiểm, đúng không? Cần siết thật chặt. Sẽ dùng bốn cái chân cao su này và chúng ta sẽ lắp vào bốn chân này, khi chạy nó sẽ không bị rung, sẽ êm máy. Và lại sẽ lấy điện và cắm thử luôn.
Đây này em đã lắp xong bốn cây cao su và chúng ta sẽ nhấc máy thẳng lên. Ôi trời. Và chúng ta sẽ tiến hành lắp cái phễu. Lắp cái phễu thì chúng ta sẽ bắt lắp cái chặn phễu trước. Đây là chiếc máy mới, quý vị và các bạn về lưu ý là làm đúng theo quy trình để cho chiếc máy này nó hoạt động tốt nhất có thể. Nắp cái chặn họng này, cái này rất quan trọng đấy, trong một bé phải khỏe. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ấp cơ vào là chúng ta đã hoàn thành. Và cái công việc tiếp theo là như thế này, là chúng ta phải kiểm tra đà. Chúng ta sẽ tháo này ra, chúng ta kiểm tra. Tất cả là phải lắp chắc chắn. Ở đây là có bốn cái nền để gạt rất quan trọng này, quý vị lên nhớ cái này cực kỳ quan trọng luôn này. Trong bốn ba cái thanh tôn này là vậy thôi nhưng mà nó rất quan trọng, nó có tác dụng gạt gạt tất cả các ngô vỡ ngô bột đẩy xuống dưới họng này. Ta mà mất cái đấy chúng ta sẽ không nhìn được đâu. Và chúng ta siết chặt lại. Rồi em sẽ lấy dây điện ra để tự chọn máy. Đây em còn chuẩn bị một chút ngô rồi. Đấy, em sẽ dẫn qua quý vị và các bạn dùng sao cho nó chuẩn nhất ạ. Dùng chúng ta máy nào vậy thôi, chúng ta dùng đúng cách thì nó tuổi thọ nó sẽ rất là tốt. Máy nó rất là bền này. Con này thì thông số kỹ thuật là 2.2 kW, vòng tua là 1.400 vòng một phút. Thì 3.85 A 10 Hz. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ đổ ngô đây. À, chúng ta tiến hành cắm điện này. Chúng ta tiến hành cắm điện. À, máy khi chạy nước ta nó rất là êm ạ. Bây giờ em sẽ thử vỡ nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái này ra. Như vậy là khi đá chạm nó sẽ rất là mềm mịn. Em sẽ làm chút để vỡ ngô. Mở cho nó ngô ra từ từ luôn. Thank you.
cái máy này là dùng đá, chúng ta cho đá càng sát nhau nó sẽ càng mịn hơn. Ở đây là em đang bây giờ em đang nghiền nó gọi là vừa phải, nó cũng là bột rồi. Nếu chúng ta muốn mịn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ nghiền làm hai lần, cho cái lại lần hai, cho hai mặt đá chạm vào nhau thì nó nghiền nó rất là mịn luôn đấy. Đây là video mà em làm về lắp ráp và hướng dẫn sử dụng chiếc máy nghiền ngô đa năng, nghiền mịn hay nghiền mảnh đều rất ok. Quý vị và các bạn có nhu cầu có thể alo với cái số ở dưới màn hình để bên em tư vấn và hỗ trợ. Mọi thắc mắc xin liên hệ số máy ở dưới màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của em ạ. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ em. Xin cảm ơn một lần nữa. Quý vị tìm kiếm điện máy Bình Dân và nhấn nút đăng ký. Nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.